Xin chào mọi người, mình là Khánh. Ngày hôm nay thì mình sẽ xin phép được giới thiệu đến mọi người một cái vật phẩm phong thủy, đó chính là một chiếc trứng tụ lộc, một quả trứng tụ lộc nhé. Ở mẫu chế tác hình ảnh là công thành danh toại. Họa tiết là màu lam nhé, trên cái nền sứ trắng tinh, trắng như đá. Họa tiết này là vẽ thủ công bằng tay, màu là màu bền vĩnh kim. Sẽ quay một vòng cho mọi người cùng nhìn. Ở kích thước của cái tác phẩm này cao là 50 và cái đường kính bụng là 39. Đường kính chỗ phần to nhất nhé. Ở trên cái tác phẩm này thì được chế tác hình ảnh là một cặp chim công. Phụ điểm thêm là hình ảnh hoa đào, một vài chú chim và hình ảnh hoa cúc, hoa sen. Như là trên cái tác phẩm này thì vẫn có bốn loại cây, loại hoa biểu tượng cho bốn mùa là xuân, hạ, thu, đông. Chim công trồng với cái đuôi xòe rất là rộng này. Chim mái thì cũng ở bên cạnh. Về cái ý nghĩa của cái tác phẩm là công thành danh toại này là gì? Với cái chủ nhân sở hữu của tác phẩm này trong cuộc sống là được thỏa mãn, như là về công danh sự nghiệp, như là đạt được đến cái đỉnh cao. Hình ảnh một cặp chim công cũng là thể hiện cho cái tình cảm vợ chồng bền chặt sát son, gia đình ấm no hạnh phúc. Hình ảnh một cặp chim công nhé. Chim công cũng là biểu tượng cho cái sự phú quý giàu sang. Tác phẩm này thì rất thích hợp với những người tầm trung tuổi một chút, đã có gia đình, công danh, nghĩa là sự nghiệp ổn định, thì mọi người lựa chọn tác phẩm với họa tiết như thế này. Và tất cả những cái sản phẩm như này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc nhé. Và ví dụ như mọi người mà thích cái mẫu tác phẩm trứng như thế này, nhưng mà chế tác cái họa tiết khác thì chúng tôi đều có. Ví dụ mọi người thích chế tác họa tiết gì thì cũng chế tác được lên cái tác phẩm này hết. Dáng quả trứng rất là đẹp. Cái này về chúng ta làm một cái đèn, chúng ta dọi vào nó bừng hết cả sáng cái quả trứng lên nữa, bởi vì cái này là sứ xuyên sáng. Bây giờ mình sẽ quay cận vào cái tác phẩm để chúng ta nhìn rõ nhất nhé. Hiện tại mình đã quay cận vào cái tác phẩm nhé. Như chúng ta nhìn thấy ở dưới là chế tác hình ảnh hoa sen này, đây là chim công mái này, đây là chim trống này. Chim trống thì lúc nào cái đuôi cũng xòe rất là rộng, to bản. Chim trống đây. Mọi người nhìn vào cái cảnh này nhé. Nhìn vào cái cảnh này cảm giác nó rất là sum vầy. Có một cái gì đấy rất như là sum vầy, đoàn tụ, đoàn viên. Xung quanh là những chú chim này đang hướng về cặp chim công này, là cái trung tâm này. Những bông hoa cũng đang nở tập trung ở cái phần trước như thế này. Cảm giác cho cái sự sum vầy, rất là đầm ấm. Nền sứ rất là trắng, những bông hoa cúc này vẽ rất là bông tơi nhé. Đây, chúng ta nhìn đây, nhìn vào cảnh thì nhìn có một cái cảm giác rất là hạnh phúc, sung túc. Cận hơn nữa vào, đây, chúng ta nhìn cái đường nét vẽ tay này. Chúng ta nhìn cái đường nét vẽ tay nhé. Mẫu này là mẫu chế tác vẽ kỹ. Thực ra chơi về cái dòng này thì bác nào biết chơi thì các bác có thể nhìn ra được cái giá trị của sản phẩm. Còn nếu không thì cũng có những cái sản phẩm gọi là, nghĩa là cái dòng sản phẩm này nó có rất là nhiều dòng. Ví dụ là có những tác phẩm mà chúng ta để bày là để có, và cũng có những tác phẩm mà chúng ta để bày theo cách là phải bình phẩm về họa tiết. Đấy, nó có rất nhiều kiểu sản phẩm nhé. Tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng thôi. Có những khách hàng thì họ chỉ cần những cái vật phẩm để chúng ta bày vào cái không gian để cho nó đỡ trống, và cũng có những khách hàng thì họ cần những cái tác phẩm để họ ngắm và họ bình phẩm về cái họa tiết, thì cái giá thành nó cũng sẽ khác nhau. Đây, chim mái đây. Bông hoa cúc này,
Tên là những bông hoa đào. Tất cả những cái sản phẩm như mọi người đang nhìn thấy đây nhé, chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc hết. Tất cả những sản phẩm này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc. Nếu như quan tâm thì mọi người vui lòng nhắn tin, gọi điện qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, hoặc là mọi người có thể đặt những cái sản phẩm mẫu theo yêu cầu. Rồi, xin chào mọi người. Sau khi xem xong video của mình thì nếu như thấy video hay và ý nghĩa thì cũng rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến được những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.